anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất làm nhà vườn. Và vị trí của lô đất ngày hôm nay là tính từ cái bờ tường rào này mình đo ngang sang là 19, sâu xuống dưới nó là 49, tổng diện tích trên sổ là 930.2 m², cái này là đất vườn quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng và lô này có giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 1,6 tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí do chủ đang cực kỳ là cần tiền gấp. Cái lô này nó là hướng đông bắc quý anh chị nhé. Ở đây thì dân sinh người ta cũng ở rồi. Và những cái lô đất lớn như thế này thường là người ta trồng cây làm nhà vườn khá là nhiều. Cái lô này là ngang 19 và sâu 49 quý anh chị. Từ tường bờ rào của cái lô bên cạnh ta đo ngang sang là 19 và sâu xuống dưới là 49. Tổng diện tích trên sổ nó là 930.2 m² và cái này là đất vườn quý anh chị nhé. Giá chỉ có 1,6 tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí ra sổ mới cho chúng ta luôn. Tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với chợ Bến Thành, trung tâm Sài Gòn là 35 km, chúng ta di chuyển giao thông mất 1 giờ 20 phút quý anh chị nhé. Cái lô này quý anh chị có thể mua để làm nhà vườn hoặc là mua để đầu tư, mua để dành, do cái giá nó cực kỳ là rẻ quý anh chị nhé. Tính ra thì chỉ có khoảng là 90 triệu một mét ngang mà thôi, chưa đến 90 triệu đâu quý anh chị, nó khoảng là 86 triệu một mét ngang. Nhân lên tổng số tiền là 1,6 tỷ Việt Nam đồng là chủ đất sẽ bao sang tên công chứng, đóng thuế phí ra sổ mới cho chúng ta luôn. Mình muốn đất rộng, mình có thể mua cái lô đất này để dành đó. Theo thời gian một vài năm nữa thì cái lô này nó cũng sẽ tăng giá khá là cao quý anh chị. Và đường trước đất thì xe hơi là chạy tới đất quý anh chị nhé. Đất này cũng khá là cao ráo rồi chứ không phải là đất trũng. Và ở đây thì xung quanh cũng có nhà dân người ta ở, nhà cũng mới xây lên này quý anh chị. Ngang 19 và sâu là 49, tổng diện tích trên sổ nó là 930.2 m² và đất có sổ hồng riêng quý anh chị nhé, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và cái này thì là đất vườn, cho nên quý anh chị mình mua thì có thể để dành đó và giá nó cực kỳ là rẻ. Ở cái khu vực xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An mà còn cái giá này thì nó là một giá vô cùng là rẻ luôn. Nếu mà chúng ta đi tìm những cái giá này là mình phải đi xa lên đằng khu Tân Mỹ, Tân Hội thì mới tìm được những cái giá như thế này, mà cũng phải vào trong hẻm. Còn ở đây xuất hiện một cái lô này, do chủ đất người ta đang thiếu nợ cần tiền cho nên là qua đến nay đã muốn bán nhanh và muốn rao với cái giá cực kỳ là rẻ để ra nhanh quý anh chị nhé. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua để dành, tích trữ tài sản, mua để an cư lập nghiệp, thấy cái vị trí này đất rộng, giá mềm thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Chỉ có 1,6 tỷ Việt Nam đồng quý anh chị sở hữu ngay lô đất gần 1.000 m² như thế này, mình có thể mua để trồng cây ăn trái cũng được quý anh chị, để làm nhà vườn sau này. Khu này thì cũng có dân sinh nhà cửa và nó cũng chỉ cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là 35 km, nó nằm ngay phía sau đuôi khu Cát Tường Phú Sinh đó quý anh chị. Biển Xanh xin được nhắc lại vị trí của lô đất này là ngang 19, sâu 49 và tổng diện tích là 930.2 m², đất vườn quý anh chị nhé, sổ hồng riêng. Giá là 1,6 tỷ Việt Nam đồng là giá bao sang tên công chứng, đóng thuế phí, ra sổ mới cho chúng ta luôn. Quý anh chị nào đang có nhu cầu an cư lập nghiệp hoặc mua để dành, mua để làm nhà vườn, trồng cây ăn trái, thấy cái vị trí này và cái giá tiền nó phù hợp, giá rẻ như thế này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037
0973040148. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi và dẫn quý anh chị xem đất nhé. Nó thuộc là xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ngay sau đuôi cổng số 2 của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh đó quý anh chị. Một lần nữa thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.